tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 18, âm G và âm Nh. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần nhận biết. Bài 18, âm G và âm Nh. Âm G được viết bằng chữ in hoa, chữ G in thường, chữ Nh in hoa, chữ Nh in thường. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát tranh và cho cô biết trong bức tranh chúng ta thấy đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh chúng ta thấy đây là hình ảnh mẹ đưa bé Hà ghé qua nhà bà chơi đấy. Và chúng ta quan sát thấy ở đây nhà bà ở gần một cái ngõ, và ngõ này là ngõ nhỏ đấy các em ạ. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có các câu ứng dụng sau. Các em hãy lắng nghe và đọc thầm theo cô nhé. Hà ghé nhà bà. Nhà bà ở ngõ nhỏ. Như vậy vừa rồi cô đã đọc mẫu cho các em hai câu ứng dụng. Mỗi câu thì chúng ta lưu ý đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Ở đây câu thứ nhất là đầu câu là chữ viết hoa, là chữ in hoa, chữ hờ. Và đầu câu thứ hai đó là chữ in hoa, chữ n. Như vậy đây là hai câu ứng dụng tương ứng với bức tranh mà chúng ta vừa tìm hiểu đấy. Bây giờ các em hãy đọc theo cô nhé. Hà ghé nhà bà. Cô mời các em đọc lại câu 1. Chúng ta luyện đọc tiếp câu 2. Nhà bà ở ngõ nhỏ. Mời các em đọc lại. Sau đó chúng ta sẽ đọc ghép cả hai câu. Các em hãy đọc theo cô nhé. Hà ghé nhà bà. Nhà bà ở ngõ nhỏ. Các em hãy cho cô biết trong câu 1 thì tiếng nào có chứa âm G và âm Nh? Các em ạ, trong câu 1 chúng ta thấy tiếng ghé có chứa âm G, tiếng nhà có chứa âm Nh. Trong câu thứ 2, tiếng nào có chứa âm Nh? Trong câu thứ 2, tiếng nhà có chứa âm Nh, tiếng nhỏ có chứa âm Nh. Chúng mình cùng nhau đọc lại cả hai câu này nhé. Hà ghé nhà bà. Nhà bà ở ngõ nhỏ. Như vậy vừa rồi chúng ta đã nhận biết được âm G và âm Nh trong hai câu ứng dụng này rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô giáo giới thiệu với các em, đây là chữ ghi âm G. Các em lưu ý chữ ghi âm G được ghép bởi hai âm, đó là âm G và âm H. Âm G này chúng ta có hai cách viết, đó là G đơn và G ghép. Đây là G ghép và cũng đều đọc là G. Các em nghe cô phát âm lại. G. Cô mời các em phát âm 3 lần. Tiếp tục cô giới thiệu với các em âm thứ 2. Nhờ. Các em nghe cô đọc lại. Nhờ. Âm nhờ là âm ghép, được ghép bởi âm N ghép với âm H. Âm N đứng trước
âm hờ đứng sau, tạo thành một âm ghép, đó là âm nhờ. Và khi phát âm âm nhờ thì chúng ta thấy luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó âm nhờ cũng được gọi là phụ âm. Mời các em phát âm lại cho cô hai âm này. G, nhờ. So sánh cho cô âm G và âm nhờ xem có điểm gì giống và khác nhau. Hai âm này đều có điểm giống nhau là có âm hờ đứng sau. Còn điểm khác nhau đó là âm G có âm G đứng trước và âm nhờ thì có âm N đứng trước. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc mô hình tiếng nhé. Mô hình tiếng thứ nhất đó là mô hình tiếng ghé. Các em nghe cô đọc. Ghé. Tiếng ghé có âm G đứng trước, âm E đứng sau, thành sắc trên E. Chúng ta đánh vần như sau. G, E, ghé, sắc, ghé, ghé. Các em ạ, theo luật chính tả thì âm G ghép sẽ đứng trước các nguyên âm I, E và E. Còn âm G đơn sẽ đứng trước các nguyên âm còn lại, đó là nguyên âm Ư, Ơ, A, U, Ô và O. Cô mời các em hãy đánh vần và đọc trơn lại tiếng này nhé. Các em nghe cô đọc lại. G, E, G, sắc, ghé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc mô hình thứ hai, đó là mô hình tiếng nhà. Tiếng nhà có âm nhờ đứng trước, âm A đứng sau, thành huyền trên A. Chúng ta đánh vần như sau. Nhờ A nha, huyền nhà. Nhà. Cô mời các em đánh vần lại. Trong tiếng nhà có chứa âm nhờ hôm nay chúng ta học. Như vậy vừa rồi chúng ta đã luyện đọc mô hình tiếng ghé và mô hình tiếng nhà. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc tiếng có chứa âm G và âm nhờ nhé. Các em nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng sau. G, E, ghe, nặng ghe, ghe. Mời các em đọc lại. Tiếng ghe có chứa âm G. G, E, ghe, sắc ghế, ghế. Mời các em đọc lại. Tiếng ghế có chứa âm G. G, Y, ghi, ghi. Mời các em đọc. Tiếng ghi có chứa âm G. Các em hãy đọc lại ba tiếng này nhé. Ghẹ, ghế, ghi. Cho cô biết ba tiếng này đều có chứa âm gì? À, các em ạ, ba tiếng này đều có chứa âm G đấy. Tiếp tục các em nghe cô đánh vần và đọc tiếng sau. Nhờ, A nha, huyền nhà, nhà. Mời các em đọc lại. Tiếng nhà có chứa âm nhờ. Nhờ, E nhe, nặng nhẹ, nhẹ. Mời các em đọc lại. Tiếng nhẹ có chứa âm nhờ. Nhờ, O nho, hỏi nhỏ, nhỏ. Mời các em đọc lại. Tiếng nhỏ có chứa âm nhờ. Cô mời các em đọc lại các tiếng sau. Nhà, nhẹ, nhỏ. Cho cô biết ba tiếng này đều có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học. Cả ba tiếng đều có chứa âm nhờ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc trơn lại những tiếng này nhé. Ghẹ, ghế, ghi, nhà, nhẹ, nhỏ.
Bây giờ cô mời các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô giáo biết trong bức tranh chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một chiếc ghế đấy các em ạ. Và ghế này được làm bằng đá, do đó người ta gọi là ghế đá đấy. Cô giáo có từ sau: ghế đá. Các em hãy nghe cô đánh vần: GEG sắc ghế, DADA sắc đá, ghế đá. Cô mời các em đọc lại. Trong từ ghế đá thì tiếng nào có chứa âm G? Trong từ ghế đá, tiếng ghế có chứa âm G. Tiếp tục các em hãy quan sát bức tranh thứ hai. Cho cô biết trong bức tranh đó là con gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là con ghẹ đấy các em ạ. Và con ghẹ này là loại ghẹ đỏ, do đó người ta gọi là ghẹ đỏ đấy. Cô giáo có từ sau: ghẹ đỏ. Cô mời các em đọc lại. Cho cô biết trong từ ghẹ đỏ tiếng nào có chứa âm G? Trong từ này thì tiếng ghẹ có chứa âm G. Các em hãy nghe cô đánh vần: G, E, G, nặng ghẹ, ghẹ. Tiếng ghẹ có âm G đứng trước, âm E đứng sau, thành nặng dưới E. Ghẹ, đỏ. Tiếp tục các em quan sát cho cô bức tranh tiếp theo và cho cô biết trong tranh em thấy đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một ngôi nhà đấy các em ạ. Các em hãy quan sát kỹ và cho cô biết ngôi nhà này được làm bằng chất liệu gì? À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh ngôi nhà được làm từ gỗ đấy các em ạ. Và ngôi nhà thì có thể làm được bằng nhiều chất liệu khác nhau, có thể bằng gỗ hoặc bằng tường xây, bằng gạch xây hoặc là bằng nhựa hoặc là bằng sắt inox để tạo thành khung nhà đấy các em ạ. Như vậy ở đây cô giới thiệu với các em đây là một ngôi nhà làm bằng gỗ các em nhé. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: nhà gỗ. Cô mời các em đọc lại. Trong từ nhà gỗ thì tiếng nào có chứa âm nhờ? À, tiếng nhà có chứa âm nhờ đấy. Nhờ a nha, huyền nhà. Tiếng nhà có âm nhờ đứng trước, âm a đứng sau, thành huyền trên a. Nhà gỗ. Tiếp tục các em quan sát và cho cô biết trong bức tranh đó là cái gì? À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một chiếc lá. Chiếc lá này cô giáo gọi là đây là lá nho các em nhé. Cô giới thiệu đây chính là hình ảnh lá nho đấy. Cô giáo có từ sau: lá nho. Mời các em đọc lại. Cho cô biết trong từ lá nho thì tiếng nào có chứa âm nhờ? Đáp án của cô: tiếng nho có chứa âm nhờ. Nhờ o nho, nho. Tiếng nho có âm nhờ đứng trước, âm o đứng sau, thanh ngang. Lá nho. Cô mời các em hãy đọc trơn lại các từ này nhé: ghế đá, ghẹ đỏ, nhà gỗ, lá nho. Vừa rồi chúng mình đã được luyện đọc âm g và âm nhờ, luyện đọc tiếng và từ có chứa âm g và âm nhờ. Bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc toàn bài: g, nhờ, g, e,
ghé, nhờ, a, nhà, ghẹ, ghế, ghi, nhà, nhẹ, nhỏ, ghế đá, ghẹ đỏ, nhà gỗ, lá nho. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong phần 2, đó là phần luyện đọc. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3 nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau tô và viết chữ ghi âm g, chữ ghi âm nh, chữ ghẹ và từ lá nho. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô giáo chữ ghi âm g và cho cô giáo biết chữ ghi âm g được ghép bởi con chữ nào với con chữ nào. Các em ạ, chữ ghi âm g được viết bởi con chữ g và con chữ h đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát quy trình viết chữ g. Đầu tiên chúng ta viết chữ g có độ cao là 5 ly, là một nét cong kín và một nét khuyết dưới. Từ điểm dừng bút của chữ g, chúng ta lia bút viết tiếp con chữ h có độ cao là 5 ly. Chúng ta sẽ được chữ g. Và chữ g này chúng ta gọi là chữ g ghép. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ g vào bảng con. Tiếp tục cô giáo giới thiệu với các em quy trình viết chữ ghẹ. Đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ g. Chữ g ghép gồm con chữ g ghép với con chữ h. Tạo thành chữ g ghép. Từ điểm dừng bút của chữ g, chúng ta sẽ lia bút viết tiếp sang con chữ e có độ cao là 2 ly. Điểm dừng bút của con chữ e là giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Thanh nặng chúng ta để dưới con chữ e. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghẹ vào bảng con. Tiếp tục cô giáo giới thiệu với các em quy trình viết chữ nhờ và từ lá nho. Chữ nhờ được viết bởi con chữ n ghép với con chữ h để tạo thành chữ ghép, đó là chữ nhờ. Chúng ta quan sát quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta viết con chữ n có độ cao là 2 ly, liền lia bút viết tiếp con chữ h có độ cao là 5 ly. Điểm dừng bút ở đường kẻ thứ hai. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn viết từ lá nho. Chúng ta viết chữ lá trước. Chữ lá chúng ta viết con chữ l có độ cao là 5 ly, con chữ a có độ cao là 2 ly. Thanh sắt trên đầu con chữ A. Cách một con chữ O, chúng ta viết tiếp chữ nho. Chữ nho chúng ta viết chữ nhờ ghép với chữ O. Tạo thành từ lá nho. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để luyện viết vào bảng con. Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các em cách tô và viết chữ ghi âm g, chữ ghi âm nh, chữ ghẹ và từ lá nho. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc nhé. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau
Bà cho cô giáo biết, trong bức tranh em thấy những hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh mẹ và em bé đang dọn dẹp nhà cửa đấy các em ạ. Và mẹ thì đang bê chiếc ghế to, còn em bé thì bê chiếc ghế nhỏ đấy. Và bạn Hà ở đây đã biết giúp mẹ những công việc vừa sức với mình đấy. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu nhé. Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ. Chúng ta nghe cô đọc lại lần hai. Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ. Các em ạ, đây là một câu. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Ở đây chữ mẹ được viết hoa bằng chữ in hoa M. Và chữ Hà cũng được viết hoa vì đó là tên riêng của bạn Hà. Các em hãy đọc theo cô. Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ. Các em cho cô biết trong câu mình vừa đọc thì tiếng nào có chứa âm nhờ? Đáp án của cô, tiếng nhờ có chứa âm nhờ. Tiếng nào có chứa âm nhờ nữa nào? Tiếng nhỏ có chứa âm nhờ. Chúng ta nghe cô đánh vần và đọc trơn lại hai tiếng này nhé. Nhờ ơ nhơ huyền nhờ, nhờ. Nhờ o nho hỏi nhỏ, nhỏ. Tìm cho cô giáo trong câu chúng mình vừa đọc tiếng nào có chứa âm g. Trong câu này tiếng ghế có chứa âm g. G e ghê sắc ghế, ghế. Chúng ta luyện đọc lại cả câu. Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ. Nếu bạn nào chưa đọc thông được, chúng ta sẽ đánh vần trước khi đọc trơn nhé. Cô hướng dẫn các em cách đánh vần như sau. M e me nặng mẹ, nhờ ơ nhơ huyền nhờ, hờ a ha huyền hà, b e b, g e g sắc ghế, nhờ o nho hỏi nhỏ. Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã luyện đọc câu ứng dụng và tìm được ra tiếng có chứa âm nhờ và âm g trong câu mình vừa đọc rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện nói. Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay có tên là giới thiệu. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong bức tranh chúng ta thấy những hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bố mẹ và bạn Nam đang đến nhà người thân để chơi đấy các em ạ. Vậy các em hãy quan sát xem bạn Nam đang làm gì? Các em hãy thử đoán xem bạn Nam sẽ làm gì trong trường hợp này khi gặp người, khi đến nhà khách. Khi đến nhà người quen thì bạn Nam sẽ làm gì? Các em ạ, bạn Nam có thể là bạn đang giới thiệu với người quen là cháu tên là gì, cháu học lớp nào và cháu bao nhiêu tuổi đấy. Như vậy, lời giới thiệu rất là quan trọng. Để cho người khác biết được về bản thân của mình thì chúng ta cần phải giới thiệu rõ ràng, đầy đủ, mạch lạc để người đối diện có thể biết được những thông tin mà mình giới thiệu các em nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến.